Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2021 và bây giờ thì cũng là hơn 9 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về mẫu sản phẩm cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về là con này là con iPhone 6s Plus nhé. Đây. Con này là iPhone 6s Plus. Đây, iPhone 6s Plus. Thì là tình trạng con này thì là ngoại hình thì máy còn độ 90% nhé. Vỏ thì hơi phải theo thời gian thì vì máy cũ rồi. Đây, ngoại hình máy thì có máy còn 90%. Thì con này là bản quốc tế 16GB các bạn nhá. Đấy, con này là bản quốc tế này. Con này là bản quốc tế 16GB. Con này thì mình đã thay pin mới 100% cho bạn nhé. Con này mình đã thay pin mới 100% các bạn rồi. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin. Đấy. Con này thì mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin. iPhone 6s Plus nhé. Đấy, con iPhone 6s Plus bản 16GB này mất vân tay này, tình trạng bị mất mỗi vân tay các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2,1 triệu nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2,1 triệu nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Plus mất vân tay 16GB quốc tế này thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhá. Một là qua Zalo. Đây, một qua Zalo. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp ấy, nếu mà tin nhắn mình không trả lời kịp ấy, thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức, thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi, các bạn chuyển khoản đủ thì mình sẽ free ship cho bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng cho các bạn, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Đấy, iPhone 6s Plus 16GB quốc tế mất vân tay 2,1 triệu cho các bạn nhé. Dùng rất ok luôn, 6s dùng tuyệt vời mà mình đã thay pin mới 100% cho các bạn nhé, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đấy, giá rẻ rất là nhiều. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì là mình lại về được con này là con Nokia 5.1 nhé. Đây. Con Nokia 5.1 Plus này. Đấy. Nokia 5.1 Plus. Con này thì là cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Con này là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Nokia 5.1 Plus này là tình trạng của nó là gì nhỉ? Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là gì nhỉ? Thì mình nói qua tình trạng luôn rồi. Đây các bạn nghe nhạc Nokia quá to luôn. Đấy. Nokia công nhận là cái loa nó thật, các bạn loa nghe gọi với cả loa nghe nhạc cực kỳ phê và sướng nhá. To dã man luôn. Và tình trạng con này thì là máy thì là mất vân tay nhé. Con này là mất vân tay này. Mấy cái wifi thì nó hơi yếu một chút thôi. Đấy, wifi thì con này thì là hơi ở xa thì nó hơi yếu một chút thôi. Con Nokia 5.1 Plus này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1,1 triệu nhé. Đấy, ở xa thì các bạn là hơi wifi thì nó hơi yếu một chút thôi. Nhưng mà không vấn đề gì. Nó chỉ hơi yếu một tí thôi các bạn nhé. Con này tất cả là bình thường. Đấy, nghe gọi tất cả các thứ bình thường. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,1 triệu nhé. Nokia 5.1 Plus rất là rẻ cho các bạn này. Các bạn mua về học online cho các bạn mua về cho các em nhỏ học online, hoặc các bạn học sinh mua về học online cực kỳ tuyệt vời. Đấy, con Nokia 5.1 Plus này các bạn máy phụ nghe gọi rất là ok. 1,1 triệu cho các bạn nhé. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Mong các bạn mình liên hệ mình sớm quá, có muộn quá các bạn nhé. Đấy, rất là giá rẻ thì lại có đây. Tiếp theo nhà mình lại về là con này con Lót 5 nhá. Con Lót 5 này thì là bạn nào mà không chê về ngoại hình của nó thì đây, mặt lưng thì cũng tạm tạm, mặt lưng thì gọi cũng đẹp đẹp tạm tạm nhá. Mặt trước thì nó hơi bị chóc thủy một tí nhá. Đây. Con Lót 5 này nó hơi bị chóc thủy kính nhá. Đây. Chóc thủy kính phần dưới, phần trên này. Thì là con này thì màn hình đẹp nhá. Con này thì màn hình đẹp keng nhá. Đấy, màn hình con này đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đây ạ. Con Lót 5 này thì màn hình đẹp keng, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, màn hình đẹp nhá. Tất cả là máy dung bình thường. Đấy, chỉ là mỗi là không bút nhá. Thì vì con này thì là mình mua lại của khách và mất bút rồi. Thì mình sẽ bán tình trạng là mất bút cho các bạn luôn các bạn nhá. Con Lót 5 mất bút này tất cả là dung bình thường này thì mình sẽ bán cho các bạn giá là 1 triệu đồng nhá. Đấy, rất là rẻ, mình sẽ xả cho các bạn giá là 1 triệu đồng. Tất cả là dung bình thường, chỉ mỗi là thiếu một cái bút này và bị chóc thủy này. Đấy, mình sẽ bán cho các bạn giá là 1 triệu mốt các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 5 này các bạn nhà hàng được sớm nhất 1 triệu cho các bạn nhé. Đấy, rất nhiều điện thoại giá rẻ cho các bạn nhá. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được 3 cây Samsung Lót 9 này. Đây, Lót 9 này về 3 cây. Một cây màu xanh này và một cây màu titan này và một cây màu đen bóng các bạn nhé.
Đấy. Đây, mình sẽ lòi sơ cua qua cho các bạn. Con lót 9 này thì là cấu hình bên mình ấy. Đây. Đấy, lót 9 thì mình sẽ lòi sơ cua cho các bạn. Cấu hình con này thì là gì nhỉ? Nhà mình thì hai con này nhé, hai con màu titan này. Hai màu cái titan này, cấu hình con này là RAM 6 GB, bộ nhớ trong là 128 GB. Hai con này nhà mình thì là RAM 6 GB nhé. Đây thì mình sẽ xem. Đấy. Hai con này nhà mình là RAM 6 GB này, bộ nhớ trong là 128 GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền. Tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy, nên cho hình ảnh nói chung là hình ảnh và nói chung hình ảnh và các bạn chất lượng tuyệt vời luôn. Màn hình 2K rất là đẹp các bạn nhé. Hai con này cũng là bản Hàn này, hai SIM hai sóng. Mặc định của lót 9 thì nó mặc định của máy Hàn sẽ là một SIM. Nhưng mà về Việt Nam thì bạn nào cần hai SIM thì mình sẽ lên hai SIM cho bạn. Còn bạn nào mà thích dùng mặc định một SIM thì mình cứ để nguyên một SIM cho bạn nhé. Đấy là nhu cầu của bạn nhé. Đấy, lót 9 thì nhà mình có hai con 128 GB này. Đấy, con này là màu titan nhé. Đấy, màu titan này, bạc titan, và một con này là màu đen bóng nhé. Đấy, hai con này đều là màn hình đẹp này, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, màn hình tất cả màn đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. RAM 6 GB, bộ nhớ trong con này là 128 GB. Hai con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là đồng giá, với giá là 6 triệu đồng nhé. Hai con này thì mình sẽ bán đồng giá cho bạn với giá là 6 triệu đồng. Đấy. Đó. Bạn nào thích màu titan, bạc titan này và màu đen bóng này thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. 6 triệu đồng cho bạn nhé. Và con đây là bản đặc biệt, con này là bản 512 GB các bạn nhá. Đấy, bản nào 512 GB này. Bản 512 GB này thì là rất là hiếm luôn. Đợt này thì nó không có hàng. Đấy, con này thì màn hình cũng đẹp keng nhé, không ngà màu hay không lưu ảnh gì. RAM con này là RAM 8 GB này, bộ nhớ trong con này là 512 GB nhé. Đấy. 512 GB luôn. Đấy. Ngoại hình thì máy còn độ 90 trên 90%. Đấy. Lót 9 thì có hỗ trợ cái bút này, chụp ảnh này. Đấy. Chụp ảnh cực kỳ là phê luôn, các bạn bấm xoay xoạch luôn. Đấy, bấm các bạn bấm nó sẽ là chụp ảnh luôn nhé. Các bạn sẽ là bấm nó sẽ là chụp ảnh luôn. Nói chung là nhà lót 9 thì các bạn chỉ cần bấm nút là chụp ảnh thôi. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, các bạn đây, bấm nút là phải vào camera luôn. Đấy. Đấy. Bạn nào mà thích sản phẩm là RAM phiên bản là RAM 8 GB, bộ nhớ 512 GB này thì các bạn nhà hàng mình sớm nhất. Con này thì mình sẽ bán cho các bạn giá là 6 triệu tư nhá. Đây. Máy màu xanh, ngoại hình máy còn 90 trên 90%. Con này thì mình sẽ bán cho các bạn giá là 6 triệu tư. Đấy, rất là rẻ. Mình sẽ vào nghe nhạc xem phim cho các bạn nhá. Màn hình 2K các bạn khỏi phải chê luôn, quá là đẹp, tuyệt vời luôn. Đây, mình sẽ nghe nhạc sàn cho bạn này. Đây, loa cực kỳ phê luôn. Này, mình hơi chậm YouTube bây giờ nó hơi quảng cáo hơi nhiều. Các bạn xem video bên mình cực kỳ là sướng, không bao giờ có quảng cáo như các kênh khác nhé. Rất là sướng. Đấy. Nghe nhạc cực kỳ là sướng. Đấy. Bạn nào mà dùng nhiều ấy, bạn nào mà dùng nhiều thì các bạn dùng con 512 GB. Nói chung là 512 GB các bạn dùng mình nghĩ không bao giờ hết, tại vì nó ngang một cái bộ nhớ một cái máy tính nhá. Dùng không bao giờ hết luôn. 512 GB đấy nhá. 6 triệu tư, rất là rẻ nhá, bản đặc biệt nhá. Màn hình đẹp keng nhá, không ngả mối không lý bảnh gì. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 này các bạn hàng sớm nhất nhá. Đấy, rất là rẻ. Sau livestream thì mình sẽ đi ngủ luôn. Bạn nào còn mua thì sáng mai điện sớm giúp mình nhá. Đây ạ. Nhà mình có mấy mẫu đây, rẻ đây thì nhà mình có con này đây. Con này là con Oppo A37 này. Oppo A37 thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 700k nhé. Con Oppo A37 con này thì là bản 2 SIM 2 sóng nhé. Oppo A37 này. Tình trạng con này thì là tất cả là dùng bình thường. Tình trạng bị sứt bội tì kính đấy các bạn nhé. Đây. Sứt bội tì kính góc này thôi. Thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 700k con Oppo A37 này các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 này các bạn nhà mình sớm nhất nhé. Con này mình sẽ thanh lý bạn giá là 700k. Cho bạn về học online, nghe nhạc xem phim làm máy phụ rất là ok các bạn nhé. Đây và tiếp theo là con này là con Samsung, hôm nay nhà mình lại về con này là Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì con này là bản công ty. Z7 Pro con mình bên mình là bản công ty, hai SIM hai sóng. Màn hình của nó là 5,5 inch. Màn hình của nó là 5,5 inch, mà con này là pin của nó là pin 3K6 các bạn nhé. RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB. Con Z7 Pro này thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu tư. Con này thì là khách đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhé. Đấy. Hôm nay mình lại về tiếp tục con này. Con này thì là khách đã thay màn OLED một lần rồi các bạn nhé. Đấy, con Samsung Z7 Pro này, khách đã thay màn OLED một lần rồi. Con này thì mình sẽ bán cho bạn giá là 1 triệu tư các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này,
thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhé. Đấy, Z7 Pro dùng cũng rất là sướng, rất là phê, với mức giá tầm giá 1,4 triệu các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Samsung, à gì nhỉ, sorry các bạn, mình hay bán Samsung nhiều, mình hay quên. Con này là iPhone XS Max nhé các bạn nhé. Đấy, con này là iPhone XS Max, con này thì là phiên bản của nó là RAM, à sorry các bạn, con này là phiên bản của nó là 64GB các bạn nhé. iPhone XS Max, con này bản quốc tế 64GB. Và tình trạng pin con này thì là pin con này còn 89% nhé. Đấy, khách mua đời đầu luôn. Pin con này là pin còn 89%. Con này thì là tình trạng là máy bị mất Face ID nhé. Face ID này các bạn có thể là về tự sửa, mang đi sửa nhé. Tại vì bên mình thì không sửa chữa mà. Bên mình thì nhập sao mình bản luôn vậy cho các bạn đây. Các bạn điền vào thì nó chỉ không nhận dạng thôi. Còn Face ID này thì là gì nhỉ? Con này là máy dùng một chủ đời đầu nhé, nên là các bạn về có thể sửa được Face ID này nhé, không phải là hàng mình nhập bên thẩm ấy. Đấy, không phải là mình hàng mình nhập mất Face ID bên thẩm đấy nhá. Con này về các bạn nào mà muốn dùng Face ID ấy, các bạn có thể là đi sửa, mất có vài trăm ca thôi. Đấy, mất có vài trăm ca thôi là các bạn dùng Face ID rồi, tại vì bên mình thì không sửa chữa. Mình nhập sao mình bản luôn cho các bạn, mình con này mình nhập lại của khách ngày hôm nay xong mà. Đấy, XS Max. Con này là phiên bản quốc tế 64GB. Pin con này là pin còn 89%, ngoại hình thì con này máy còn 90% các bạn nhé. Viền thì nó kiểu là hơi bẩn bẩn, kiểu viền màu trắng ấy, hơi bẩn, các bạn nào về mà thích đi đánh bóng cũng được. Nhưng mà cái để này thì là được cái máy zin thì các bạn dùng rất là thích nhé. Con này thì mình sẽ bao cho các bạn là main zin, màn zin nhé. Con này là màn zin nhưng không phải màn 2IC hay gì nhé. Con này là main zin, màn zin. Còn các bạn nào mà muốn dùng Face ID ấy, các bạn có thể là về đi sửa Face ID được nhá. Tại vì con này là khách dùng một chủ đời đầu mà, chứ không phải hàng mình nhập bên thẩm quyến về. Tất cả là máy dùng bình thường, chỉ mất mỗi Face ID thôi các bạn nhé. Con XS Max này thì là bên mình đang thanh lý bạn giá là 9 triệu đồng, bao cho bạn là main zin, màn zin nhá, 9 triệu đồng nhá các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone XS Max phiên bản quốc tế 64GB này, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá, 9 triệu cho bạn nhá. Các bạn về muốn sử dụng gì nhỉ, Face ID, bạn nào không cần Face ID cũng được, mà bạn nào dùng Face ID các bạn đi sửa mất vài trăm ca đấy các bạn nhá. Bên mình thì không sửa chữa. Đấy, thanh lý luôn cho bạn 9 triệu đồng XS Max các bạn nhá. Mình sửa con này thì mình cũng bán được mấy mấy củ ấy, nhưng mà mình không thích, mình bán luôn cho bạn. Các bạn đi sửa, các bạn có thể là đi, các bạn sửa xong các bạn đi bán cũng được, cũng là có lãi đấy, cũng có lời đấy, thì con này là sửa được đấy. Đây, sim vào mạng thì hôm nay nhà mình có hoa lại sim nhé. Đây, sim Villa này là vào mạng cả năm này, thì bên mình là đang bán cho bạn với giá là 350k nhé. Sim Villa vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 350k. Sim này thì các bạn cả năm không phải phát sinh thêm 1.000 nào các bạn nhé. Đó, chỉ với giá là sim 4G Villa vào mạng cả năm này 350k. Sim này các bạn dùng cả năm không phát sinh 1.000 nào. Còn đây là sim này là sim Vietnam Mobile. Sim Vietnam Mobile này thì là các bạn nào mà ở sùng vùng mà sóng Vietnam Mobile tốt ấy, thì các bạn mua sim Vietnam Mobile này dùng cực kỳ là ok. Thì vì mình cũng đang sử dụng một sim Vietnam Mobile đây, dùng rất ok. Sim này được khuyến mại cực kỳ lớn. Sim này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 150k. Nhưng mà các bạn phải chịu phí ship nhé. Đấy, sim này thì bên mình đang bán cho các bạn là sim Vietnam Mobile này. Sim Vietnam Mobile này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 150k. Nhưng mà các bạn được miễn phí một tháng đầu luôn. Thì tháng sau các bạn chỉ có nạp là 45.000 thôi. Là các bạn đã một ngày là có 6GB nhé. Đấy, sim Villa này là một ngày các bạn được khuyến mại 6GB. Và miễn phí cho các bạn là tháng đầu. Còn tháng sau đi thì các bạn có thể là gì nhỉ? Tháng sau các bạn cứ nạp 45.000 nhé, hoặc là 50.000. Tháng mỗi tháng sau các bạn phải nạp 50.000 vào để đăng ký nhé. Đấy, cứ mỗi một ngày 6GB các bạn dùng cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê luôn. Giá sim chỉ với giá là 150k. Còn các bạn tiền ship các bạn tự chịu nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm là sim Vietnam Mobile mà ngày 6GB này thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, ngày 6GB. Nói chung là ngày 6GB dùng cực kỳ là sướng, cực kỳ là phê. Mình cũng đang dùng đấy nhá các bạn nhá. Đấy, sim Villa vào mạng ngày 6GB các bạn nhá. Đấy. Đây, S8 thì hôm nay nhà mình có một con này. Đây, nhà mình thì còn một con này các bạn nhá. Đấy, con này là bản Hàn, hai sim hai sóng. Cấu hình con S8 này nhà mình là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB, bản Hàn, hai sim hai sóng. Con S8 nhà mình màn hình đẹp keng nhá, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Vỏ thì con này thì có hơi phẩy theo thời gian thôi. Đấy, vỏ thì con này thì có hơi phẩy theo thời gian. Được cái thì màn hình đẹp keng, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3 triệu mốt nhá.
Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3,1 triệu. Viền thì có hơi phải theo thời gian các bạn nhé. Đây con S8 này, mình sẽ thanh lý bạn giá là 3,1 triệu được cái màn hình đen. Màn hình đẹp không ám ố gì, nói chung là bọn S8 các bạn dùng cực kỳ là sướng nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3,1 triệu các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 màn hình đẹp keng này các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhé. Đây. Thôi thì chắc là phải để mai mình giới thiệu nốt thôi, mình cũng mệt rồi. Và đây mình có mấy mẫu nữa thôi, nhưng mình để mai mình giới thiệu nốt nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và bên mình thì hôm nay thì mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và các bạn nhớ ủng hộ sản phẩm nhiều điện thoại cũ bên mình các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhá.